Hi, xin chào bạn, mình đã trở lại sau khi mà cất cái thùng gắn lục cườm, gắn lục gắn gòi xanh, gắn gòi vàng thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với gắn cườm nha các bạn. Các bạn nhớ một điều là gắn lục cườm mới có độc, còn gắn cườm là không có độc. Giờ đang có tại xóm một bé luôn, hồ rất là đẹp nha. Tập tính của gắn cườm á là thích chỗ tối, nên các bạn cứ để một chỗ nào tối là tụi em sẽ lủi vô. Các bạn mang ra sáng nó rất là nho nha các bạn. Đấy, tật của nó cũng hay táp sản lắm, mổ răng thì không có độc đâu, nhưng mà nó mổ cũng hơi đau, hơi gỉ máu nhẹ nhẹ, nhưng mà thôi cũng không sao đâu, cầm chơi bình thường. Màu rất là lạ nha, đẹp như dây thừng nữa nha bạn. Đấy, khá là nhoi. Rồi mình sẽ tới, đó là các dòng gắn. Nãy giờ mình đã nói nhiều về gắn cạn, bây giờ mình sẽ nói qua gắn nước đi. Tại shop sẽ có hai dòng gắn nước đang có này, màu khá đẹp nha bạn. Đấy, đã lột da xong luôn rồi. Cái này là gắn nước màu vàng nè, nó gắn nước chứ nó có thể lên cạn chơi được bình thường các bạn. Đây, con này màu mè khá rực rỡ nha. Gắn này thì đối với nhậu thì cái gì mà ta không ăn. Nhưng các bạn đừng có thắc mắc là này có chỗ nó ăn nè, sao nuôi kiển làm gì. Tất nhiên người ta ăn chó mèo còn được thì nói chi gắn. Mà nếu mà mình đã đam mê, mình thấy nó đẹp thì ok, mình cứ nuôi thôi. Một cái hồ xếp rất là đơn giản, chỉ một cái thùng viên gạch để vô, vậy là nuôi được. Dòng này thì ăn nhái nha các bạn, rất đơn giản, cứ bỏ nhái vô là sẽ thấy ăn thôi. Sau này mình sẽ có vài clip về mấy bé này khi ăn nhái nha các bạn. Ok, vô đi con, thôi nhồi rồi đó, khoan đợi mình xíu nha. Sau khi mà đóng cái thùng cái bên đó, mình sẽ mở cái thùng kế bên. Thùng kế bên có vẻ hiền hơn, nó mất nhoi thôi chứ không có con nào khó hay dữ gì đó. Đây, bên này là gắn mông súng nha các bạn. Đấy, nó hiền giống như con gắn voi xanh, voi vàng. Nó không có nhoi, còn con bên kia nó nhoi y chang như là con gắn cườm vậy đó. Bắt ra chơi hơi khó, nhưng mà nói chung là nó cũng không cắn gì đâu. Các bạn đừng lo nha, mặc dù có cắn cũng không có độc, nhưng mà bao hiền. Đối với dòng này rất là đơn giản. Đẹp nữa nha. Không, cái chỉ sọc quanh bụng của nó. Dòng này thì gọi là thuộc dạng là siêu hiền rồi. Mình có cầm một lần mấy con nó cũng chẳng sao. Đây, nhìn mặt nó cũng ngố lắm. Cái này gắn bông súng nha. Còn một dòng nữa là gắn ghi do di cá đó, mà tạm thời shop chưa có nhập về. Ok, nãy giờ là chúng ta đã đến với mấy cái dòng mà gắn mà dạng có kinh doanh đó, có bán. Đây, bây giờ đến cái gắn to đi. Thôi từ từ, nâng cấp lên từ từ đi. Em này nó nhỏ nhỏ nhưng mà giá nó cũng không có rẻ đâu. Đấy, chúng ta sẽ đến với vàng anh. Vàng anh ơi. Đấy, mẫu là tươi nghe. Vậy mới được gọi là vàng anh đấy. Các bạn muốn cầm chơi đúng không? Ok, cầm chơi được. Mình sẽ cầm cho bạn coi. Rồi, nếu bắt đầu để ý cái ống kính hơn là cái tay của mình thì phải. Anh Ú đã chụp hình với bé này rồi, rất là hiền, nhoi thôi. Đấy, các bạn thấy vàng ống mã luôn, màu bao chuẩn bao phê. Nhiều bạn cứ nói so sánh giá cả hay gì đó thì quan trọng độ đẹp thôi. Ê ê ê, hỏi gì con. Mình chơi gắn mình phải bình tĩnh nha các bạn, nhớ một điều dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng làm mấy bé đâu. Nó thấy vậy chứ rất là nhạy cảm. Khi mà mấy bạn mà nâng niu nó, tự động nó sẽ không hoảng đâu. Gắn mà, cũng là một loại thú cưng. Đây, ngoan con, bình tĩnh. Ok, rất là đẹp nha các bạn. Đá chơi chơi. Cái này mình đang lót là lót cái mùng cưa thường thôi, nhưng mà cũng ít bụi, dễ dành cho gắn. Đấy, chơi bình thường nha các bạn, rất là ngầu. Nếu mà con này mà thuộc dạng của gắn nước ngoài á, thì nó sẽ mắc, mà do gắn Việt Nam nên giá không dao động không quá 1 triệu đâu các bạn. Đấy, vô quá xa đẹp. Bạn nào mà thích cái tông màu này mà lên áo chắc quá ok. Hey, sắp bán là bao hiền, bao không có độc và bao đẹp nha các bạn, bao khỏe nữa. Vô đi con,
Ê, đi đâu đi đâu đi đâu, xuống thấy cứ nhẹ nhàng nâng niu với nó, mọi chuyện sẽ xong. Vô đi con. Các bạn nuôi thùng trống nha, thùng này mua ngoài chợ có đục lỗ về nuôi rất đơn giản. Mà chúng ta tới anh Đại đi, anh Đại của shop. Hay à, anh này khá là to đây, 8 lạng nếu không nhầm bữa mình nhận. Anh này cũng khá là hôi đấy, bây giờ mầm rồi, bữa mới ăn con chuột xong. Anh này có một đặc trưng á, các bạn nhớ một điều là gắn cáo trâu sẽ có tật là mới mở ra, dù có làm chuyện gì nó sẽ hay bụp một cái, bụp rồi thôi, rất là hiền, cầm chơi vô tư nha. Mình sẽ cầm cho các bạn coi luôn đấy, tiếp cận nó rất là đơn giản, bình tĩnh. Mình sẽ cầm thử coi cái độ khủng của nó rất là dài nha các bạn. Cái này mà dài là tầm khoảng, mình nghĩ gần 1,5 m á, dài to ngầu nhưng mà hiền. Có điều hơi cọc tính, nếu các bạn làm gì nó thì nó sẵn sàng mổ thôi. Tất nhiên mình cũng đã chụp hình với bé này vô tư, mọi thứ rất là đẹp. Mình tắm cho nó mỗi ngày luôn á, tại vì phải tắm chứ, nó nằm phòng nghỉ. Các bạn thích có thể lót cổ nén thì nó sẽ đỡ dơ hơn, nhưng mà vô bé này mình cũng chăm chút kỹ, ngày nào mình tắm nên mình không cần lót. Nếu mình sẽ đi tắm nữa sau cái quay này. Ok, nãy giờ là chúng ta đã đến với gắn. Những chú gắn này là có bán, có kinh doanh. Bạn thích có thể liên hệ Facebook của shop, Zalo, số điện thoại này có kèm bên dưới. Tiếp theo đó là gắn, bây giờ chúng ta đã nói về gắn của Việt Nam, nãy giờ là dòng gắn Việt Nam. Giờ đến một chú chăn đi. Một chú chăn này là có bán. Dòng này là dòng lai đột biến, ta gọi là chăn đất Albino. Đấy, sau có 2 bé nhưng mà sẽ chỉ bán 1 bé thôi, bé kia mình đã quyết định là để nuôi chơi chưng, chung với 1 bé chăn bạch cũng sẽ không bán. Cái này mình sẽ lấy ra cho các bạn coi, rất là đẹp nha các bạn, dòng chăn đất Albino. Giá thì khá cao nha, tầm 300 mấy trở lên. Đấy, bao đẹp miên man và bao ăn, bao hiền nữa. Còn độ lớn các bạn hỏi con chăn này thì nó lớn như nào, thưa là nó lớn như chăn đất, nó chỉ là một đột biến thôi, giống như bé này chăn bạch. Nào mình sẽ có một clip quay về các bé chăn ngắn ở shop mà để nuôi chơi không bán nha các bạn. Đấy, bắt đầu nâng tầm giá trị nó lên đó. Con này rất là mắc nha, tầm 3,5 triệu đô lên. Các bạn thích có thể liên hệ với shop, hồ nuôi có thể set up tất cả mọi kiểu đơn giản mà. Mà mình đang nuôi là một cái hồ kính, mình lót một phiến tả dưới cho nó, rất là đơn giản. Ok, nãy giờ là thông qua các gắn tổ chăn, bây giờ chúng ta sẽ tới bộ gắn ngô. Gắn ngô thì cũng còn khoảng 3 bé thôi. Tuy nhiên gắn ngô là gắn nước ngoài rồi nên giá nó chát, hơi cao, các bạn thông cảm. Mình mua bán của bên shop thì bao là màu đẹp nè, giờ bao hành là bao ăn nè. Đấy, chúng ta quay đứng ngược sáng thấy nó đẹp liền à. Đây, các bạn thấy đó, cái sợi chỉ nhỏ nhỏ thôi, 1,5 triệu đó, gần 2 triệu đó. Đây, rất là đẹp, nhìn như là gắn độc nhưng mà không có độc nha các bạn. Ăn thì ăn bên kia, shop có bán bên kia luôn, bạn nào thích có thể liên hệ. Đây, cái đường chip của nó nè, chip tận cùng luôn, rất có giá nha các bạn. Màu rất là đẹp, chỉ là đang chờ người tử tế, người có điều kiện rước thôi. Đó là này là size baby nha, nhưng mà nó ăn gần hết gần 10 con binh kia của mình rồi. Thấy không hào, như shop giữ bé này cũng tầm 2 tháng hơn. Tiếp đến là mấy bé ngô normal mà size cũng tầm 1 tuổi rồi đó, tuổi mấy nó mới lên được cái size này. Ra con, ra chơi, ra chơi. Công chúa ngủ trong lâu đài nữa đi. Bạn thấy đó, hôm qua chắc chụp hình quảng cáo nhiều quá đó con. Đây, rất là đẹp nha các bạn. Trang nè, có gai không, công chúa ngủ trong lâu đài. Đấy, màu quá xa đẹp. Cắn này là bao hiền, không có độc, không có cắn nha các bạn. Đấy,
cho bé leo lên chân luôn. Đấy, cái nào cũng không cắn không độc nha. Thấy không? Ê, mình lũi xuống ếch đi, nó ếch đã ăn đó. Bạn thấy đấy, normal. Có người nói con này là normal, hết blood hay hết hippo gì đó, rất là đẹp nha các bạn. Sẽ có một bé đỏ hơn nữa, bé nào đỏ là hết blood, đỏ đậm nè. Đấy, hết là cái gen lặn của nó đó. Thôi hút vô đi con, về tới tòa lâu đài của con đi, công chúa. Nói vậy thôi chứ mình cũng không biết được cái đâu nghe. À, lúc lấy nó đã mất cái tem mà để ghi giới tính rồi, phải có cái que chọt mình mới biết được. Ok, này mấy bé này là có bán nghe, đó là dòng gắn ngoài, gắn ngô là của nước ngoài nghe, nhập từ Thái về hoặc là có khi có sinh sản tại Việt Nam luôn. Đấy, còn một bé nữa, không bà là được cửa con gà là thấy con gắn. Về chơi con. Bé này là hết blood nghe, còn bé này là hết hippo. Đồ đỏ nó sẽ không bằng. Cũng ăn bao ăn khỏe nha các bạn. Đấy, cứ bỏ chuột đông lạnh vô là bao ăn. Nãy giờ là mình đã giới thiệu toàn bộ các gắn có kinh doanh tại shop. Các bạn thích có thể liên hệ đặt hàng với shop nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này.